TikToker Khiết Đan chia tay người yêu đồng giới thành tất, fan đua OTP khóc ròng vì gặp đại hạn. Mới đây, Khiết Đan bất ngờ thông báo đường ai nấy đi với thành tất khiến cư dân mạng hoang mang. Trước đó, cả hai đã có 4 năm hẹn hò bên nhau hết sức ngọt ngào nên thông tin này càng gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Cụ thể trên trang cá nhân, Khiết Đan đăng tải trạng thái story tiết lộ tình trạng độc thân, đi kèm với đó hot TikToker nhắn nhủ bắt đầu hành trình mới thôi. Mặc dù Khiết Đan không tiết lộ lý do cụ thể về chuyện tan vỡ, nhưng thông tin này cũng đủ khiến ai nấy đều bày tỏ sự tiếc nuối. Bên cạnh đó, nhiều người cũng phát hiện ra rằng từ giữa tháng 6, Khiết Đan và Thành Tất đã không còn quay chung với nhau, làm rộ nghi vấn trục trặc tình cảm. Với dòng chia sẻ này của Khiết Đan, có lẽ thông tin trên đã được xác nhận. Khiết Đan là TikToker nổi tiếng với hơn 2,2 triệu người theo dõi, không chỉ duyên dáng trong việc xây dựng nội dung, Khiết Đan còn gây chú ý bởi chuyện tình bên bạn trai Thành Tất. Kể từ lúc công khai hẹn hò, thay vì chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ thì bộ đôi này lại gây ấn tượng bởi những clip hài hước liên tục chọc kẹo nhau. Dù chỉ đơn giản là sự tung hứng với kịch bản tự nghĩ ra, mỗi clip cặp đôi đăng tải đều thu về hàng triệu view và những bình luận yêu thích. Vào năm 2022, cặp đôi bất ngờ đăng tải bộ ảnh cưới khiến dân mạng thích thú. Theo chia sẻ của Khiết Đan, bộ ảnh được thực hiện để thể hiện tình yêu của cả hai sau gần 3 năm bên nhau. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, đôi khi pha chút hài hước dễ thương đúng với phong cách của cặp đôi. Trong đó, Thành Tất được khen ngợi vì khả năng giả gái không thua kém bất cứ mỹ nhân nào. Tuy nhiên, việc họ chia tay đã làm mất đi một nguồn cảm hứng cho người hâm mộ. Như vậy là từ nay, người hâm mộ sẽ không còn được thấy những khoảnh khắc đáng yêu và hài hước của hai người cùng nhau trên TikTok. Trước đó, một cặp đôi LGBT khác là Jin Xíu cũng đã đường ai nấy đi, khiến fan đu OTP, đặc biệt là trong cộng đồng, vô cùng tiếc nuối. Theo đó, Minh Minh đăng hình xăm sau lưng và chia sẻ, cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu. Chưa hết, trong lần livestream trưa ngày 12 tháng 7 vừa qua, Jin đã khóc lóc và chia sẻ úp mở về chuyện tình cảm. Cô nói, mình đã chủ động xin lỗi, hạ mình rất nhiều, người ta sẽ gặp được cơ hội tốt hơn, người yêu thương mình nhiều hơn, dù có giải thích bao nhiêu nữa cũng vậy. Tôi nghĩ người ta quen mình là người không tốt, thì sau này chia tay mình sẽ là tốt cho người ta mà. Cô trải lòng cùng hàng loạt những câu nói như ngầm khẳng định về việc tan vỡ với nửa kia. Cô còn tâm sự thêm, cảm giác ngồi nhìn đồ của hai đứa, cảm giác này chắc chắn sẽ ám ảnh rất lâu. Bên cạnh đó, Jin cũng nhắn nhủ mọi người, nếu thật sự thương Jin, Jin mong mọi người đừng nói gì hay nghĩ gì không tốt về Xíu nữa. Cả hai đã cố gắng rất nhiều vì tình yêu này. Có lẽ ở một đoạn thời gian nào đó chúng tôi có sai với nhau, nhưng tình yêu của chúng tôi lớn lao hơn mọi thứ trên đời này. Mong hãy hiểu cho cả hai đứa. Cuối cùng Jin cho biết, dù cô đang rất đau lòng nhưng vẫn chúc phúc cho Xíu được hạnh phúc. Thông tin cặp đôi đồng tính nữ này chia tay khiến nhiều bạn bè và cư dân mạng tiếc nuối. Nhiều người hy vọng cả hai sẽ giải quyết mọi mâu thuẫn để quay về bên nhau. Vào năm 2022, cặp đôi đồng tính nữ Minh Anh, Anh Thư hay còn gọi là Jin Xíu gây chú ý tại chương trình Người ấy là ai. Chuyện tình đẹp như mơ của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau chương trình, cuộc sống hạnh phúc của Anh Thư và Minh Minh cũng nhận được sự quan tâm. Cả hai không ngại chi tiền tỷ để tậu xế hộp cho người yêu và còn dự định sẽ bỏ tiền tỷ để sinh con. Cũng vì thế mà nhiều lời bàn tán về chuyện tiền bạc của cả hai. Đứng trước tin đồn yêu nhau vì vật chất, Jin thẳng thắn đáp trả trên sóng livestream, hai đứa mình làm việc cùng nhau, sử dụng tiền cùng nhau.